Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Một câu chuyện bi hài gây một phen lao xao chẳng khác gì án mạng. Người ta cứ thi nhau bàn tán về việc người này người kia mắc bệnh HIV do có dính líu tình ái với một tinh nghịch mắc bệnh thế kỷ. Để rồi sau câu chuyện là hàng loạt phụ nữ trong xóm rủ nhau đi xét nghiệm. Cái kết nghiệt ngã của xóm nghèo này là gì? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Không ai ngờ rằng sau màn bi kịch giết mẹ của nghịch tử Bùi Hoàng Tùng ở thôn Trung Hậu, xã Lan Mậu, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, thì còn tiếp diễn một tấn bi kịch nữa. Đó là đại dịch HIV mà nghịch tử này đã trót gieo cho những thiếu phụ trong thôn xóm. Hồi tưởng lại sự việc, người trong cuộc chia sẻ: tức tối, Tiên đi làm xét nghiệm HIV. Khi cầm tờ giấy kết quả âm tính không bị lây nhiễm, Tiên liền photo thành nhiều bản, rồi lặng lẽ đi rải truyền đơn ở làng trên xóm dưới cho thiên hạ biết mình không bị nhiễm HIV. Các bờ tường, cột điện, người ta đều thấy được dán một tờ kết quả với cái tên Trần Thị Tiên âm tính với HIV. Sự việc thành trò cười cho dân làng. Tuy đã có vợ và hai đứa con kháu khỉnh, nhưng Bùi Hoàng Tùng, sinh năm 1982, không lo tu chí làm ăn mà hắn ngày đêm chỉ say mê trên cờ bạc. Vợ đi nước ngoài, gửi được bao nhiêu tiền về, hắn đều nướng vào những canh bạc thâu đêm. Căn nhà mới xây trống rỗng vì của cải đều lần lượt đổi nón ra đi. Mẹ của Tùng là bà Trần Thị Toàn, sinh năm 1954. Mặc dù đã hết sức khuyên can, nhưng hắn bỏ ngoài tai. Làm được đồng nào, bà dồn tiền để trả nợ nần cho hắn. Của đâu con sót nên bà Toàn ra sức dạy bảo, thậm chí mắng chửi hắn, hòng mong con quay đầu lại. Thua bạc triền miên, nợ nần chồng chất nên hắn sinh ra bần cùng chán nản. Chính những lời chửi mắng của bà Toàn lại khiến hắn bực bội trong người. Từ đó mà trong người đứa con nghịch tử này nhen nhóm một ý nghĩ thù hận người mẹ đã mang nặng đẻ đâu ra mình. Chính sự thù hận của đứa con bất hiếu này mà án mạng đã xảy ra. Vào đêm 28 tháng 10, Tùng đã ra tay sát hại mẹ ruột của mình bằng cách bóp cổ cho đến chết. Sau đó, hắn khéo léo dựng hiện trường giả là một vụ cướp của, giết người nhằm che giấu đi tội ác của mình. Song, những biểu hiện của hắn đã không qua mắt được các cơ quan chức năng. Hắn bị bắt ngày hôm đó. Sau đó 2 tháng, ngày 21 tháng 12, một phiên tòa lưu động đã được mở ra tại xã Lan Mẫu để xét xử Trần Hoàng Tùng. Kết thúc phiên tòa, Tùng đã phải đón nhận bản án tử hình vì hành vi giết chết chính mẹ đẻ của mình. Bản án đó không có gì bất ngờ. Nhưng cái bất ngờ lớn nhất của phiên tòa là hắn khai đã bị phơi nhiễm HIV hơn 2 năm nay. Việc hắn khai bị nhiễm căn bệnh thế kỷ khiến những người hàng xóm của hắn hoảng hốt, lo lắng. Người dân nơi đây thậm chí còn rất mù mờ về căn bệnh này cũng như nguy cơ lây nhiễm. Một số người thì hoảng hốt, không biết ngày trước ăn uống, làm cùng nó có bị làm sao không, thỉnh thoảng vẫn chạm tay chạm chân. Thành ra cả thôn lo lắng vì trước đây trót dùng chung đồ đạc ăn uống cùng hắn. Không chỉ những người hàng xóm cảm thấy lo lắng trước sự việc Trần Hoàng Tùng bị nhiễm HIV, người ta còn choáng hơn với lời khai của hắn trước tòa về việc hắn đã cặp kè với vô số phụ nữ. Hắn khai là đã lên giường với nhiều phụ nữ trong thôn xóm gần nhà. Rồi hắn liệt kê khoảng chục cái tên phụ nữ xung quanh nhà hắn thường chung chạ chăn gối. Theo bà Phùng Thị Mít, chi hội trưởng phụ nữ thôn Trung Hậu, theo những cái tên hắn liệt kê thì tất cả đều có chồng đi nước ngoài, một mình ở nhà nuôi con hoặc là những người phụ nữ không chồng con. Tùng có vợ đi nước ngoài nên hắn hiểu tâm lý những người phụ nữ xa chồng. Tùng tìm cách tiếp cận với họ, không khó để một kẻ lẻo mồm như hắn đưa những người phụ nữ đàn hồi xuân kia lên giường với hắn. Trong những cái tên đó, người già nhất đã 50 tuổi, còn trẻ nhất thì 18 tuổi, tập trung ở 3 thôn của xã Lan Mẫu, nhưng nhiều nhất là tập trung ở thôn Trung Hậu. Điều tệ hại hơn là hắn đã lên giường với những người phụ nữ này trong khoảng thời gian mà hắn đã mang căn bệnh thế kỷ, tức là trong khoảng thời gian hơn 2 năm trở lại trước khi hắn bị bắt. Người tình già nhất của hắn là bà Nguyễn Thị Thủy, năm nay đã 50 tuổi. Bà Thủy là người nơi khác đến đất Trung Hậu thuê nhà để làm ăn. Bà không chồng, lấy nghề làm bỗng ngô để sinh sống. Tuy đã có tuổi nhưng người phụ nữ này còn khá mặn mà. Dù đáng tuổi con, nhưng Tùng vẫn nhòm ngó người đàn bà ở vậy này. Mỗi lần đi qua, hắn đều buông những lời bông đùa. Không ngờ những câu đùa của hắn đã đi vào lòng của bà Thủy. Trong tâm hồn người phụ nữ này vẫn còn những khát khao với mối tình đôi đũa lệch. Vì vậy mà bất chấp tuổi tác, cặp đôi này vẫn quan hệ lén lút.
Cùng lúc đó, Tùng còn đi lại với những người phụ nữ khác đang phòng không vì chồng đang ở nước ngoài. Trong đó có Nguyễn Thanh Hoa, sinh năm 1981, là một người có nhan sắc mặn mà, lại là gái một con, nên Hoa không tránh khỏi những con mắt thèm thuồng của những kẻ háo sắc. Nhà cùng xóm, lại cùng cảnh thiếu thốn vợ chồng, nên Hoa và Tùng dễ dàng đồng cảm với nhau. Việc gì đến rồi cũng đến, Hoa đã ngã vào vòng tay của Tùng và quan hệ với hắn trong một thời gian khá dài mà chẳng ai hay. Cùng với Hoa là Dương Thanh Phương, sinh năm 1975, đã có hai mặt con. Chồng lại đi nước ngoài khá lâu nên việc chăn gối của người phụ nữ này vắng vẻ lâu ngày. Là một phụ nữ nhìn lúc nào cũng hừng hực lửa lại đang độ xuân nên Phương dễ dàng để ý đến những lời ông bướm của Tùng. Mỗi lần hắn đi ngang qua nhà mình, Phương cũng đưa ra lời trêu đùa lả lời cùng hắn. Tùng cũng hiểu được bà Phương đã bật đèn xanh cho mình nên không bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận Phương. Sau ngày đưa Tùng ra xét xử, những người phụ nữ này mới tá hỏa ra là mình đã chung chạ với một người bị nhiễm HIV lâu nay mà không hề hay biết. Nếu đúng như những gì mà Tùng khai tại tòa thì quả là một hiểm họa khôn lường. Sau khi phiên tòa kết thúc thì một chuyện bi hài diễn ra là thôn xóm thi nhau kéo đi xét nghiệm HIV. Tuy không công khai nhưng tất cả những người phụ nữ đã trót dại đều âm thầm đến các trung tâm y tế để kiểm tra. Cái xóm yên bình lại được một phen lao xao chẳng khác gì cái ngày xảy ra án mạng. Người ta thi nhau bàn tán người này người kia đã bị mắc bệnh, khiến cho một số người dây dính với Tùng không dám đi ra được. Những cuộc tình vụng trộm của Tùng ít người biết được, nhưng việc Tùng đi lại với Trần Thị Tuyết, sinh năm 1982, thì xóm làng đều biết cả. Tuyết cũng là người tình chính thức của Tùng sau khi vợ Tùng đi nước ngoài hai lần. Cả hai từng là đôi bạn thân và có tình cảm với nhau trước khi lấy chồng, lấy vợ. Khi đã xây dựng gia đình thì mối tình đó lại có dịp bùng phát khi một bên thì chồng đi vắng, một bên vợ đi vắng. Khi Tùng bị bắt và kết án thì Tuyết cũng là người đầu tiên người ta bàn tán. Lúc đó mặt Tuyết nhiều mụn nên dân làng kháo nhau rằng cô đã lây căn bệnh thế kỷ từ người tình của mình. Còn Tuyết thì khẳng định rằng mình không hề bị. Tức tối, Tuyết đi làm xét nghiệm HIV. Khi cầm tờ giấy kết quả âm tính không bị lây nhiễm, Tuyết liền photocopy thành nhiều bản, rồi lặng lẽ đi rải truyền đơn ở làng trên xóm dưới, cho thiên hạ biết mình không bị nhiễm HIV. Các bờ tường, cột điện, người ta đều thấy được dán một tờ kết quả với cái tên Trần Thị Tuyết âm tính với HIV. Sự việc thành trò cười cho dân làng. Sau mấy hôm thấy nhiều người phê phán quá, Tuyết đã âm thầm đi bóc tất cả xuống. Rất may là Tuyết không bị lây nhiễm từ Tùng. Nhưng ai dám bảo rằng những người phụ nữ từng lên giường với hắn không bị? Nếu những người bị lây nhiễm không dám nói ra thì đó là một tai hại vì nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh là rất cao và nhất là chồng con của họ. Khi được hỏi về biện pháp tuyên truyền để ngăn chặn nguy cơ lan truyền HIV trong cộng đồng sau sự việc thì chi hội trưởng phụ nữ thôn Trung Hậu Phùng Thị Mít và trưởng thôn Trần Đại Nghĩa đều nói đây là một việc tế nhị nên rất khó tuyên truyền. Những năm qua, với những nỗ lực triển khai toàn diện và hiệu quả các giải pháp phòng chống HIV/AIDS, Việt Nam đã giảm hơn 2/3 số người nhiễm mới và số người tử vong do HIV/AIDS so với 10 năm trước đây. Qua câu chuyện chúng ta có thể thấy, tuy có châm biếm, hài hước, nhưng sự việc xét cho cùng là một bài học cho nhiều người suy ngẫm. Hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi tiến đến một mối quan hệ với ai đó. Vì nếu chọn sai người, không chỉ ảnh hưởng bản thân, lại còn liên lụy đến xã hội. Đại dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch quay trở lại còn cao. Số liệu giám sát cho thấy, dịch HIV/AIDS có xu hướng gia tăng ở một số địa phương. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm tiêm chích ma túy vẫn còn cao trên 12%. Vì vậy, rất cần thiết giáo dục kiến thức phòng chống HIV cho người dân địa phương. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!